cho các bạn. Hôm nay Khánh Ngân rất là vui và hạnh phúc à, vì à, được ngồi à, với ba mẹ và gia đình có một cái bữa cơm rất là ngon và đạm bạc. Đơn giản à, giản dị ở quê mình và có mặt tại Canada. Tại vì thông thường à, các bạn cứ nghĩ rằng những món ăn dân dã Việt Nam thì làm sao ăn tại nước ngoài được. Nhưng trên thực tế là ở dù cho mình sống ở đâu đi chăng nữa nhưng những món ăn quê nhà vẫn đậm đà hương vị tình yêu thương thì à, thông qua đó thanh ngân muốn chia sẻ cái video về à, bữa cơm hôm nay là có món à, canh à, mồng tơi nấu với tôm cái hô chiên thì nước mắm nước mắm dạng nước mắm ngọt đường á thì thông thường à, ở à, À, quê mình vẫn ăn thì ăn để cho mà à, giống như mình nhớ lại những cái à, à, gì gọi là ở quê hương của mình ừ. cho nên là dù đi đâu đi chăng nữa quê hương mình vẫn là một cái à, đặc trưng có một một cái mùi vị đặc trưng là ăn dân dã đạm bạc nhưng mà vẫn ngon và rất là hợp với khẩu vị của tất cả các người Việt chúng ta thì à, À, cho dù có cuộc sống hàng ngày của người việt nam chúng ta đang sống tại canada có bận rộn đi chăng nữa thì mình hãy à, dành một xíu thời gian nếu như có thể à, thì à, cho cha mẹ hoặc là có những bữa cơm ấm um, áp gia đình hoặc à, có những người ở xa không thể à, có những bữa cơm thì mình có thể gọi điện hệ giờ hỏi thăm hoặc là mình à, À, nói một vài câu gì để mà cái người ở xa hoặc là người già họ cảm thấy họ được quan tâm, họ được uh, cái cảm giác như là được chăm sóc, được uh, yêu thương thì uh, thường thường các bạn cũng biết uh, người già họ hay tụi thân và thấy cô đơn, uh, thì uh, mong mong rằng sau khi các bạn đã xem cái chương trình này thì Khánh Ngân cũng mong uh, các bạn hãy làm điều gì đó. Có một câu nói rất hay mà Khánh Ngân nghĩ mọi người. à À, ít ai biết đến thì tình cờ khánh ngân đọc trong một quyển sách thì có một câu nói rằng đôi lúc chạy về nhà thấy cha mẹ còn mạnh khỏe là đủ thấy bình yên thì thông qua câu nói này đáng để cho mình suy ngẫm và suy nghĩ thì khánh ngân mong rằng mọi người à, hãy luôn yêu thương cha mẹ khi còn có thể và hãy chăm sóc và lắng nghe họ và nên hỏi những câu À, giống như là phải hiểu được cảm xúc Mình của xin họ, xin họ như xin thế xin nào chào. khi họ về già thì wow. nếu như à, quý vị và các bạn yêu mến chương trình của à, những cái thông điệp của Khánh Ngân chia sẻ cũng như là những video à, tin tức cập nhật hàng ngày của Khánh Ngân thì à, xin các bạn hãy like, share cũng như là subscribe channel An Nhiên TV để mà chương trình tiếp tục thực hiện một lần nữa Khánh Ngân xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem chương trình này đã xem những gì mà Khánh Ngân chia sẻ và Khánh Ngân xin chúc các quý vị và các bạn đang theo dõi trên nội nghiên TV một lời chúc sức khỏe và cuộc sống bình an hạnh phúc. Khánh Ngân xin kính chào tạm biệt.